Sau khi Nabi Isa trưởng thành vào độ tuổi 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala ban kinh Injil, tức kinh Tân Ước xuống cho người để làm nguồn chỉ đạo cho người dân Israel. Đồng thời Allah Subhanahu wa Ta'ala ra lệnh bảo người phải đi kêu gọi dân chúng trở về thờ phượng một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất. Nabi Isa đã phụng lệnh Allah Subhanahu wa Ta'ala đi kêu gọi người dân trở về thờ phượng một mình Ngài, kêu gọi họ từ bỏ việc tổ hợp shirik với Ngài, những đối tác ngang vai với Ngài. Allah Subhanahu wa Ta'ala phán cho biết về một số lời kêu gọi của Nabi Isa alayhi salam. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Và ta đến gặp các người với một bằng chứng từ Thượng Đế của các người. Bởi thế, hãy thành tâm kính sợ Allah và tuân theo ta. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Quả thật, Allah là Thượng Đế của ta và là Thượng Đế của các người. Bởi thế, các người hãy thờ phượng Ngài. Đấy mới là chính đạo. Nabi Isa cũng giống như bao vị thiên sứ, bao vị Nabi trước người, luôn kêu gọi dân chúng thờ phượng một mình Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất và tránh xa việc tổ hợp shirik với Ngài. Thì trong suốt thời gian mà đi rao truyền tôn giáo, Nabi Isa alayhi salam chưa bao giờ tự xưng mình là Chúa hay là tự xưng mình là con của Chúa, và người cũng không hề nói với dân chúng hãy coi người và mẹ của người là hai vị Chúa cùng với Allah Subhanahu wa Ta'ala, mà Nabi Isa alayhi salam luôn khẳng định mình trước dân chúng là một người bề tôi của Allah Subhanahu wa Ta'ala và là một vị thiên sứ của Ngài. Thì Allah phán khẳng định điều này trong kinh Quran của Ngài ở chương Al-Ma'idah từ câu 116 đến câu 117. Ngài phán với nội dung: Và khi Allah phán bảo, này Isa con trai của Maryam, có phải ngươi đã nói với nhân loại, các người hãy lấy ta và mẹ của ta làm hai vị chúa cùng với Allah đúng không? Y thưa, Ngài thật quang vinh và trong sạch, bề tôi không hề nói những gì mà bề tôi không có quyền nói. Nếu bề tôi thực sự đã nói như thế, thì chắc chắn Ngài đã biết. Bởi vì Ngài biết hết những gì trong bản thân bề tôi, còn bề tôi thì không hề biết một tí gì trong bản thân Ngài cả. Quả thật, Ngài là đấng am tường mọi điều vô hình. Bề tôi chỉ nói với họ điều nào mà Ngài đã ra lệnh cho bề tôi, đó là các người hãy thờ phượng Allah, Thượng Đế của ta và của các người. Và bề tôi là một nhân chứng đối với họ trong suốt thời gian bề tôi còn sống với họ. Bởi thế, khi Ngài đưa bề tôi lên cùng với Ngài, thì Ngài là đứng trong chừng họ và Ngài là đứng làm chứng cho tất cả mọi sự việc. Chúng ta hãy nói về một số câu chuyện về những phép màu của Nabi Isa alayhi salam. Thì như chúng ta đã biết, mỗi vị thiên sứ, mỗi vị Nabi, ngoài việc được Allah mặc khải xuống những nguồn chỉ đạo, thì mỗi người trong số họ đều được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho những phép màu, ban cho những điều thần kỳ riêng biệt. Và Nabi Isa alayhi salam, ngoài việc được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban xuống kinh Injil cho người, thì người còn được Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho những đặc ân từ phép màu của Ngài. Như Allah đã dạy người kinh Torah, tức kinh Cựu Ước, và Allah đã ban cho người nhiều khả năng siêu thường. Đó là Nabi Isa alayhi salam, người có khả năng nắng đất thành hình hài con chim, rồi thổi vào con chim đất đó thì lập tức nó sẽ biến thành một con chim thật và bay lượn trước mặt mọi người. Và Nabi Isa alayhi salam có khả năng chữa lành cho người bị mù mắt bẩm sinh bằng cách là người lấy tay vuốt lên đôi mắt của người bệnh thì lập tức người mù sẽ nhìn thấy trở lại. Thì người thực hiện những cái việc làm này trước sự chứng kiến của mọi người.
Nabi Isa alayhi salam có khả năng chữa bệnh cùi, bệnh lan cũng bằng cách là vuốt lên làn da của người bệnh thì làn da sẽ trở lại bình thường. Và Nabi Isa alayhi salam, người có khả năng thông tin, nói cho mọi người biết chính xác về những gì được giấu trong nhà, cũng như cho họ biết rằng các bà vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn gì cho họ ở nhà. Thì đây là phép màu mà xảy ra lúc Nabi Isa alayhi salam đi rao truyền kêu gọi dân chúng trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì một đám người bảo rằng nếu người thực sự là vị thiên sứ được Thượng Đế gửi đến thì hãy chứng tỏ điều đó. Họ yêu cầu người nói cho họ biết những gì được cất giấu trong nhà của họ. Thì với phép màu của Allah, với quyền năng của Allah, Allah đã cho phép Nabi Isa alayhi salam đã nói cho họ biết chính xác về những gì được cất giấu trong nhà của họ. Và người còn nói cho họ biết chính xác về những thức ăn, đồ uống mà những người vợ của họ đã chuẩn bị cho họ trong nhà. Và một số khác còn yêu cầu Nabi Isa alayhi salam nói cho họ biết rằng họ đã ăn gì trong nhà của họ và họ đã chừa lại những gì cho ngày hôm sau. Thì dưới sự cho phép của Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa đã lần lượt nói chính xác từng người một trong số họ rằng người này đã ăn thế này và đã chừa lại thế này cho ngày hôm sau. Một trong những phép màu của Nabi Isa alayhi salam thì Nabi Isa alayhi salam còn có khả năng làm cho người chết sống lại. Thì nói về phép màu mà Nabi Isa alayhi salam làm cho người chết sống lại thì có lời nói rằng Nabi Isa đã làm sống lại 4 người đã chết. Thì người thứ nhất đó là một người bằng hữu của người tên Aziz. Thì ông Aziz chết do một cơn bệnh. Thì khi người chị hay em gái của ông Aziz gửi một tin đến cho Nabi Isa alayhi salam báo rằng là Aziz đã từ trần, thì Nabi Isa alayhi salam lập tức bắt đầu cuộc hành trình đến thăm. Nhưng chuyến hành trình sau 3 ngày mới tới nơi. Thì khi đến nơi thì ông Aziz đã được chôn cất. Nabi Isa alayhi salam đi ra mộ của ông Aziz và cầu nguyện Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi người nói: "Này Aziz, hãy đứng dậy với phép của Allah." Thế là Aziz đứng dậy dưới phép của Allah subhanahu wa ta'ala và ông Aziz đã sống trở lại. Và ông đã sống và đã có một đứa con sau đó. Một người thứ hai nữa mà Nabi Isa alayhi salam làm cho sống lại từ cái chết đó là đứa con trai của một bà lão. Thì có lời thuật lại rằng lúc mà Nabi Isa alayhi salam đi ngang qua một đám người đang khiêng cậu thanh niên đó đi chôn sau khi mà cậu ta đã chết, thì đi bên cạnh cái một đám người đang khiêng đó thì có một bà lão khóc thảm thiết, khóc lóc thảm thiết. Nabi Isa alayhi salam đã cầu nguyện Allah subhanahu wa ta'ala và đã hô gọi cậu thanh niên đó: "Này cậu thanh niên, hãy đứng dậy với phép của Allah." Thế là cậu thanh niên đó ngồi dậy, xuống khỏi tấm khiên và mặc lại quần áo của mình rồi vác tấm khiên trở về nhà. Thì một người thứ ba được Nabi Isa alayhi salam làm sống lại từ cõi chết đó là đứa con gái của một người phụ nữ. Thì theo lời thuật lại rằng khi Nabi Isa alayhi salam đi ngang qua một người phụ nữ đang khóc lóc bên một ngôi mộ, thì Nabi Isa alayhi salam hỏi: "Này bà, vì sao bà lại khóc? Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ đó nói: "Con gái tôi đã chết. Tôi rất yêu thương nó. Nó là tất cả những gì tôi có được. Tôi xin thề, tôi sẽ không rời khỏi đây trừ phi nó sống lại, hoặc là tôi sẽ chết cùng với nó ở tại nơi này." Nabi Isa alayhi salam bảo: "Này bà có tin không? Bà có tin nếu như tôi làm cho con gái của bà sống trở lại?" Người phụ nữ đó nói: "Tin." Thế là Nabi Isa alayhi salam hô gọi: "Này nữ đã chết, hãy trở dậy khỏi mộ với quyền năng của Allah subhanahu wa ta'ala." Nabi Isa hô gọi đến 3 lần thì ngôi mộ mới nứt ra và đứa con gái đã chết chui ra với mái tóc bạc trắng và gương mặt đầy nỗi sợ hãi. Nabi Isa alayhi salam hỏi: "Này nữ, điều gì đã làm trì hoãn nữ trở dậy từ ngôi mộ?" Cô ta nói: "Tôi nghe tiếng gọi đầu tiên, Allah đã tái tạo cơ thể của tôi trở lại. Rồi tôi nghe tiếng gọi thứ hai, thì một thiên thần xuất hiện trên đầu tôi. Rồi tôi nghe tiếng gọi thứ ba, thì linh hồn tôi được nhập vào thể xác của tôi.
Lập tức tôi liền đứng dậy vì nghĩ rằng giờ phục sinh đã đến. Tôi rất sợ hãi và lo lắng đến nỗi bạc cả mái tóc của mình. Trước cảnh tượng đó, người mẹ bối rối và sững sờ, nhưng bà vui mừng vì nhìn thấy đứa con gái của mình quay trở lại. Thì đứa con gái của bà sau khi nói chuyện với Nabi Isa alaihi salam thì liền quay sang bà nói: "Này hỡi mẹ của con, mẹ hãy kiên nhẫn. Mẹ hãy kiên nhẫn để được ân phước nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Chẳng lẽ mẹ muốn con phải chết hai lần và nếm sự đau đớn của cái chết đến hai lần sao?" Rồi cô ta quay sang nói với Nabi Isa alaihi salam: "Này hỡi vị Nabi của Allah, xin người cầu xin Allah hãy giảm cơn đau đớn của cái chết cho tôi." Xong cô ta nằm trở lại xuống mộ. Và một người thứ tư được Nabi Isa alaihi salam làm sống lại từ cõi chết, đó là Sam, đứa con trai của Nabi Nuh alaihi salam. Thì theo lời thuật rằng việc Nabi Isa làm những người chết sống lại vừa kể trên là dưới sự chứng kiến của dân chúng. Tuy nhiên, những người Do Thái do lòng đố kỵ vẫn muốn chối bỏ sự thật. Họ nói với Nabi Isa alaihi salam: "Quả thật, ngươi chỉ làm sống lại những xác chết gần đây. Biết đâu họ không chết mà chỉ hôn mê hoặc chỉ là bất tỉnh tạm thời mà thôi. Nếu ngươi thực sự là thiên sứ của Allah thì ngươi hãy làm sống lại Sam con trai của Nuh thử xem." Bởi lẽ Sam con trai của Nabi Nuh được cho là chết hơn 4.000 năm cách thời điểm hiện tại của Nabi Isa alaihi salam. Thì Nabi Nuh, chúng ta đã biết Nabi Nuh có 4 người con trai. 3 người con trai đã vào Islam cùng với Nabi Nuh alaihi salam và đã được cứu rỗi trên chiếc tàu trong trận Đại Hồng Thủy. Còn thì ba người con đó là Sam, Ham và Japheth. Còn cái người con thứ tư đó là Canaan, là người đã không tin nơi Nabi Nuh alaihi salam, và đây là người con đã không cùng lên tàu với Nabi Nuh alaihi salam và đã bị chết trong trận Đại Hồng Thủy đó. Thì dưới sự yêu cầu của những người Do Thái, Nabi Isa alaihi salam nói với họ: "Các người hãy đưa ta đến mộ của ông ấy," tức là Sam con trai của Nabi Nuh. Nabi Isa alaihi salam đã cùng một đám người dân cũng như những người Do Thái đến mộ của Sam con trai của Nabi Nuh alaihi salam. Thì khi đến mộ, Nabi Isa alaihi salam đứng trước mộ với sự chứng kiến của người Do Thái, của những người Do Thái và dân chúng Israel, thì người nói: "Hỡi Sam, con trai của vị Nabi đức hạnh và ngoan đạo Nuh, ta biết rằng ngươi nghe thấy lời nói của ta. Nhân danh Allah đấng toàn năng, đấng duy nhất, ta hô gọi ngươi trở dậy từ cõi mộ ngay bây giờ." Thì sau tiếng hô gọi của Nabi Isa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala cho ngôi mộ nứt ra, rồi một người có mái tóc và râu bạc trắng bỗng chui lên từ lòng đất trong trạng thái hoang mang và sợ hãi. Nabi Isa alaihi salam nói với người vừa chui lên từ mộ: "Này người bề tôi của Allah, hãy nói cho ta biết ngươi là ai." Y nói: "Tôi là người bề tôi của Allah. Tôi là Sam, con trai của Nabi Nuh, vị Nabi của Đấng Ar-Rahman. Tôi là người con trong 3 người con của Nabi Nuh được cứu rỗi từ trận Đại Hồng Thủy." Nabi Isa alaihi salam nói tiếp: "Này Sam, ngươi nói xem, ngươi có biết ta là ai không?" Sam, con trai của Nuh alaihi salam nói: "Có, người là Isa. Người là con trai của Maryam, đồng trinh tinh khiết. Người là một vị Nabi được Allah dựng lên cho người dân Israel." Nabi Isa alaihi salam nói: "Này Sam, quả thật, ta được biết từ sự mặc khải của Allah rằng trước đây tóc và râu của ngươi vẫn màu đen, nhưng sao giờ nó lại bạc trắng thế này?" Sam, con trai của Nabi Nuh alaihi salam nói: "Thề bởi Allah đấng vĩ đại, sự việc đúng như lời người nói. Nhưng khi người hô gọi tôi tưởng rằng giờ phục sinh đã được dựng lên, nên tôi rất đổi sợ hãi và kinh hoàng đến mức tóc và râu tôi trở nên bạc trắng thế này." Nabi Isa alaihi salam nói: "Ngươi có muốn cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala được sống trở lại trần gian thêm một quãng thời gian nào nữa không?"
Sam, con trai của Nabi Nuh alayhi salam, nói: Không, này hỡi vị Nabi của Allah, tất cả những ai sống trên thế giới trần gian này sẽ đều phải nếm mùi vị của cơn đau khi linh hồn bị trục xuất khỏi thân xác lúc đối diện với cái chết. Tôi xin thề bởi Allah, đấng tối cao và toàn năng, quả thật tôi không hề quên mùi vị của cơn đau khi linh hồn tôi bị trục xuất khỏi thân xác tôi trong lần đó. Này vị Nabi của Allah, xin người cầu xin Allah đừng để tôi phải nếm mùi vị của việc linh hồn bị trục xuất khỏi thân xác tôi thêm một lần nữa. Nabi Isa alayhi salam nói: Lời ngươi nói là sự thật. Lời của ngươi là sự thật hỡi Sam. Bây giờ ngươi có lời nói nào nữa hay không? Sam, con trai của Nabi Nuh, đưa mắt nhìn mọi người và nói: Này hỡi mọi người, người đàn ông này, Isa, con trai của Maryam, một người phụ nữ đồng trinh và tinh khiết, người chính là linh hồn từ Allah và là lời phán của Ngài. Các người hãy tin nơi sứ mạng Nabi của người và bức thông điệp mà người mang đến cho các người. Các người hãy đi theo sự răn dạy của người bằng tinh thần và tâm hồn của các người. Các người hãy tin nơi người để được sự hướng dẫn. Sam, con trai của Nabi Nuh alayhi salam, sau đó trở lại với cõi chết. Thì đó là những câu chuyện và những phép màu mà Allah subhanahu wa ta'ala đã ban cho Nabi Isa alayhi salam dùng làm bằng chứng cho sứ mạng Nabi và thiên sứ của người. Và Allah đã phán cái sự việc này, những phép màu này, đã khẳng định chúng trong kinh Quran của Ngài qua lời phán ở câu 48 và 49 của chương Ali Imran với nội dung như sau. Ngài phán: Và Ngài sẽ dạy y, tức Isa, kinh sách và điều chân lý và sự khôn ngoan cùng với kinh Torah và Injil. Và Ngài sẽ cử y, tức là cử Nabi Isa alayhi salam, làm một sứ giả cho con cháu Israel với bức thông điệp: Ta đến với các ngươi với một dấu hiệu từ Thượng Đế của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắng thành hình một con chim cho các ngươi. Tiếp đó ta sẽ hà hơi vào nó. Thế là nó sẽ trở thành một con chim thật sự theo phép của Allah. Và ta sẽ chữa lành những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi, và ta làm cho người chết sống lại theo phép của Allah. Và ta sẽ cho các ngươi biết món thực phẩm nào mà các ngươi đã ăn và món nào mà các ngươi chừa lại trong nhà của các ngươi. Quả thật, trong sự việc đó là một dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu đến, chúng ta sẽ nói về những người Hawariyun. Thì những người Hawariyun là ai? Bây giờ chúng ta thường hay nghe trong kinh Quran có nói về những người Hawariyun. Thì như ta đã biết, khi nhận được mặc khải phải đi rao truyền kêu gọi dân chúng trở về với Thượng Đế một mình Allah subhanahu wa ta'ala, thì Nabi Isa alayhi salam đã liền chấp hành mệnh lệnh của Ngài. Người đã hết lòng đi kêu gọi dân chúng thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala và chớ làm điều shirik với Ngài, và phải tin người là vị thiên sứ được Ngài cử phái đến cho họ. Nhưng có rất ít người tin và đi theo người. Thì những người Do Thái thì luôn luôn tìm cách phủ nhận người, mặc dù người đã thể hiện nhiều phép màu trước họ. Còn những người Israel thì chỉ có những tầng lớp nghèo khổ mới tin và đi theo người. Thì nhóm người đầu tiên tin và đi theo Nabi Isa alayhi salam là những học trò ngoan đạo của người. Họ hết mực tin nơi người và luôn đồng hành cùng với người, và họ cũng đã chứng kiến nhiều phép màu từ nơi người. Thì họ được gọi là Hawariyun bởi đức tin thuần khiết của họ đối với Nabi Isa alayhi salam. Allah phán về họ, Allah phán: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمِينَ. Và lúc ta mặc khải đến những người Hawariyun của Isa, phán bảo: Các ngươi hãy tin nơi ta và nơi vị sứ giả của ta.
Họ nói, bầy tôi đã tin tưởng và xin Ngài chứng giám rằng bầy tôi là những người thần phục, tức là những người Muslim thần phục Ngài. Thì những người Muslim tin giống như những gì được Allah subhanahu wa ta'ala phán cho biết về những người Hawariyun, rằng họ đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ Nabi Isa alaihi salam trong con đường tuyên truyền và kêu gọi, và họ vẫn luôn đi đúng trên tôn giáo và sự chỉ dạy của Nabi Isa alaihi salam. Họ không hề có bất kỳ một sự thay đổi và bóp méo nào. Quả thật Allah đã ca ngợi họ với lời phán ở câu 52 và 53 của chương Ali Imran: bởi thế khi Isa nhận thấy sự bất tín của họ, y lên tiếng hỏi, ai sẽ giúp ta phục vụ Allah? Những người Hawariyun nói, thưa, chúng tôi sẽ ủng hộ và giúp người phục vụ Allah. Chúng tôi tin nơi Allah và xin người hãy làm chứng rằng chúng tôi là những người Muslim thần phục Allah. Rồi họ cầu nguyện Allah, lạy Thượng Đế của bầy tôi tin nơi điều mà Ngài đã ban xuống, và bầy tôi xin tuân theo vị thiên sứ của Ngài, tức là Isa. Xin Ngài ghi tên bầy tôi cùng với các nhân chứng của những điều chân lý. Và trong một câu kinh khác nữa, Allah subhanahu wa ta'ala phán, đó là câu kinh thứ 14 của chương 61 As-Saff. Allah phán rằng, hỡi những người có đức tin, các ngươi hãy là những người giúp đỡ, ủng hộ chính nghĩa của Allah, giống như điều mà Isa, con trai của Maryam, đã nói với những người Hawariyun, ai giúp ta phục vụ Allah? Thì họ nói rằng, chúng tôi sẽ là những người giúp đỡ và ủng hộ người phục vụ Allah. Tuy nhiên, một thành phần của con cháu Israel đã tin, còn một phần thành phần khác lại vô đức tin. Nhưng dù thế nào, ta Allah cũng đã tăng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống lại kẻ thù của họ, cho nên họ đã chiến thắng. Như vậy, những người Hawariyun không phải là những người mà một số tín ngưỡng lệch lạc nói rằng họ chính là 12 tông đồ của Nabi Isa alaihi salam đã ghi chép lại kinh Injil được truyền đến ngày nay. Bởi lẽ các bản ghi chép về kinh Injil thời nay đều đã bị bóp méo và thêm bớt, không còn đúng với kinh Injil nguyên thủy được ban xuống cho Nabi Isa alaihi salam. Trong khi đó, những người Hawariyun thực sự vẫn đi đúng theo sự hướng dẫn và răn dạy của Nabi Isa alaihi salam, và họ không hề có bất cứ một sự thay đổi và bóp méo nào. Thì trong một hadith Sahih Muslim ghi lại, ông Abdullah bin Mas'ud thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, không một vị Nabi nào được Allah dựng lên trong những cộng đồng trước ta mà lại không có những người Hawariyun và các bạn đạo giữ lấy đường lối của người và chấp hành theo mệnh lệnh của người. Nhưng rồi các thế hệ thời sau họ lại nói những gì họ không làm và làm những gì họ không ra lệnh. Bởi thế, ai đó chiến đấu với những người đó bằng tay của mình thì y là người có đức tin. Ai chiến đấu với những người đó bằng chiếc lưỡi của mình thì y là những người có đức tin. Và ai chiến đấu với những người đó bằng con tim của mình thì y cũng là người có đức tin. Và những gì phía sau sự chiến đấu này thì sẽ không còn đức tin iman dù chỉ nhỏ bằng một hạt cải. Thì nói về những người Hawariyun thì có một câu chuyện được Allah subhanahu wa ta'ala phán kể lại. Đó là câu chuyện về một chiếc bàn ăn được ban từ trên trời xuống, và chiếc bàn ăn này cũng được đặt tên cho một chương kinh Quran, đó là chương Al-Ma'idah, có nghĩa là chiếc bàn đầy thực phẩm. Thì nội dung câu chuyện như sau, rằng Nabi Isa đã ra lệnh cho những người Hawariyun nhịn chay 30 ngày. Thì khi họ đã hoàn tất cuộc nhịn chay thì họ đã yêu cầu Nabi Isa alaihi salam, xin Allah subhanahu wa ta'ala ban xuống một chiếc bàn đầy thức ăn từ trên trời xuống cho họ. Thì Nabi Isa alaihi salam nói, các ngươi hãy kính sợ Allah, sao các ngươi lại yêu cầu như thế? Chẳng lẽ các ngươi không tin nơi Allah? Chẳng lẽ các ngươi đang nghi ngờ về Ngài sao? Họ nói, không, chúng tôi chỉ muốn xin Allah một ân huệ để chúng tôi và mọi người ăn mừng cho việc đã hoàn tất 30 ngày nhịn chay, giống như đó là một ngày lễ Tết cho những ai đã nhịn chay, và chúng tôi chỉ muốn củng cố thêm đức tin nơi Ngài mà thôi.
Thực ra Nabi Isa alaihissalam chỉ lo sợ cho họ. Người sợ rằng họ sẽ không biết tri ân Allah subhanahu wa ta'ala, để rồi Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt họ. Nhưng do họ đã nài nỉ xin người, nên Nabi Isa alaihi salam đã chấp nhận lời yêu cầu của họ. Nabi Isa alaihi salam đã phủ phục cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban xuống một chiếc bàn ăn như họ đã yêu cầu. Allah subhanahu wa ta'ala đã chấp nhận lời cầu nguyện của Nabi Isa alaihi salam, nhưng Ngài cảnh báo họ rằng nếu sau dấu hiệu này của Ngài, tức sau khi mà Ngài ban xuống chiếc bàn thức ăn theo yêu cầu của họ, mà họ trở nên vô đức tin, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ trừng phạt họ rất là nghiêm khắc. Thế là Allah subhanahu wa ta'ala đã ban xuống một chiếc bàn đầy thức ăn và đồ uống từ trên trời xuống. Subhanallah, một chiếc bàn thực phẩm vĩ đại chưa từng có trên thế gian này được ban xuống cho họ. Nhưng khi nhìn thấy chiếc bàn ăn từ trên trời được ban xuống trước mặt họ, thì họ lại sửng sốt, họ lại ngỡ ngàng đến nỗi lo sợ. Họ lại không dám đến gần chiếc bàn và cũng không dám ăn cho tới khi họ yêu cầu Nabi Isa alayhi salam xin Allah subhanahu wa ta'ala làm cho bàn thức ăn này là điều hồng phúc và an lành cho họ. Và Nabi Isa alayhi salam đã cầu nguyện Allah subhanahu wa ta'ala. Và có lời thuật lại rằng sau khi mà ăn thức ăn từ chiếc bàn thần kỳ đó, thì những ai mang bệnh tật trong người đều khỏe lành trở lại. Vào số lượng người ăn trong chiếc bàn thức ăn đó, có lời thuộc rằng là khoảng 1.300 người. Subhanallah, một cái chiếc bàn thức ăn rất là vĩ đại vô cùng. Thì câu chuyện này được Allah subhanahu wa ta'ala phán kể gói gọn trong 3 câu kinh của chương Al-Ma'idah, đó là từ câu 112 đến câu 115 của chương Ma'idah. Allah phán: Hãy nhớ lúc những người Hawariyun lên tiếng thưa: Hỡi Isa con trai của Maryam, Thượng Đế của người có thể nào gửi từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm hay không? Isa bảo: Các người hãy kính sợ Allah nếu các người là những người có đức tin. Họ thưa: Chúng tôi chỉ muốn được ăn từ chiếc bàn ấy, và chúng tôi chỉ muốn củng cố đức tin trong lòng, và chúng tôi muốn biết chắc rằng người đã nói thật, và chúng tôi muốn trở thành nhân chứng cho phép màu đó. Isa con trai của Maryam cầu nguyện: Lạy Allah Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài gửi từ trên trời xuống cho bầy tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm để làm một bàn tiệc mừng cho bầy tôi, từ người đầu tiên và người cuối cùng trong đám bầy tôi, và để thể hiện một phép màu từ nơi Ngài. Và xin Ngài cung dưỡng bầy tôi, bởi vì Ngài là đấng cung dưỡng ưu việt. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ta sẽ gửi nó xuống cho các ngươi, nhưng nếu ai trong các ngươi không tin tưởng sau đó, thì sẽ bị ta trừng phạt bằng một hình phạt mà ta chưa hề dùng để phạt một người nào khác trong vũ trụ và muôn loài. Thì trong bức thông điệp và sứ mạng của Nabi Isa alaihi salam có một thông điệp báo trước cho người dân Israel rằng sau thời của người sẽ xuất hiện một vị thiên sứ, một vị Nabi nữa, đó là tên Muhammad. Và Nabi Isa cũng đã thông tin sự việc này cho người dân của người. Người thường xuyên thông tin cái thông tin này cho người dân của người. Allah phán về lời phán của người: Hỡi người dân Israel, ta là sứ giả của Allah được phái đến với các ngươi, xác nhận lại những điều trong kinh Torah được mặc khải trước ta. Và ta sẽ báo tin mừng về một sứ giả tên Ahmad sẽ đến sau ta. Thì trong tiếng Ả Rập, danh từ Ahmad và Muhammad đều là một nghĩa, đều là một từ, có nghĩa là người được khen ngợi và ca tụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Nabi rằng Nabi Isa alaihi salam không hề bị giết và cũng không hề bị đóng đinh trên cây thập tự. Thì Quran đã cho chúng ta biết rằng người dân Israel là một dân tộc mà Allah subhanahu wa ta'ala đã dựng lên trong họ nhiều vị Nabi, nhiều vị thiên sứ nhất. Nhưng với bản chất ương ngạnh và ngạo mạn của họ, thì họ thường giết hại và tàn sát các vị thiên sứ cũng như các vị Nabi được gửi đến cho họ. Thì cũng với bản chất đó,
Khi mà Nabi Isa alayhi salam đến kêu gọi và tuyên truyền, đến kêu gọi họ cùng với những phép màu được trưng bày cho họ một cách rõ ràng, thì vẫn rất ít người trong số họ tin và đi theo. Đa số họ thì phủ nhận người. Họ không những là không tin nơi người, nơi bức thông điệp của người mang đến, mà họ còn tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi phương cách để tiêu diệt và bài trừ người alayhi salam. Thì họ đã nói với một vị hoàng đế đang cai trị họ lúc bấy giờ rằng Nabi Isa đã có mưu đồ giành chiếm vương quyền của ông, và họ cho vị hoàng đế này ý kiến rằng phải nên tiêu diệt Nabi Isa alayhi salam ngay để khỏi bận tâm hậu quả về sau. Thì tên hoàng đế nghe ý kiến của họ và đã lên kế hoạch cho quân lính bao vây ám sát Nabi Isa alayhi salam. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala phán: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَوَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Và chúng, tức là những kẻ vô đức tin, mưu định hãm hại Isa. Và Allah cũng mưu định, nhưng Allah là đấng mưu định siêu việt. Thì vào tối thứ sáu, rạng sáng thứ bảy, quân lính theo kế hoạch đến dây hãm một ngôi nhà tại khu vực của ngôi đền Maqdis. Vì có sự hiện diện của Nabi Isa alayhi salam trong đó. Thì tuy nhiên, trước khi mà họ ập vào thì Allah subhanahu wa ta'ala đã đưa Nabi Isa alayhi salam lên trên trời ở nơi ngài và biến một người khác mang hình dáng của người. Nên khi họ ập vào trong nhà thì họ thực sự chỉ bắt được người mà Allah đã quán đổi mang hình hài của Nabi Isa alayhi salam, chứ không phải là Nabi Isa alayhi salam. Nhưng những người đó, những đám quân lính đó, những người Do Thái, những người Israel cứ tưởng rằng đó đích thực là Nabi Isa alayhi salam. Còn trong một lời thuật khác rằng nhóm quân lính đuổi truy sát Nabi Isa alayhi salam cho đến khi mà người chạy vào một hang núi, thì một tên lính hay là một người Do Thái vừa đuổi theo sau cũng vào hang. Allah đã đưa Nabi Isa alayhi salam lên với ngài và làm cho cái kẻ đuổi theo sau đó vừa vào trong hang đó thành hình hài của người. Thì họ đã bắt người đó đóng đinh lên cây thập tự và đội một cái dương miệng bằng gai nhọn lên đầu của người đó, như là một sự hạ nhục Nabi Isa alayhi salam. Vì họ cứ nghĩ rằng người mà họ bắt được, người mà họ đóng đinh trên cây thánh giá chính là Nabi Isa alayhi salam. Thế là tin về Nabi Isa alayhi salam đã bị giết và đã bị đóng đinh trên cây thánh giá được lan truyền, nhưng thực chất Nabi Isa alayhi salam đã được Allah subhanahu wa ta'ala đưa lên trời ở nơi ngài. Allah subhanahu wa ta'ala đã khẳng định sự việc này trong kinh Quran của ngài ở câu 157 và 158. Ngài phán: lời của họ: chúng tôi đã giết Masih Isa, con trai của Maryam, sứ giả của Allah. Nhưng thực ra họ không hề giết, cũng không hề đóng đinh được y trên cây thánh giá, mà chỉ là một sự quán đổi dung mạo tương tự đã được trình bày cho họ. Và quả thật, những ai bất đồng ý kiến về việc sát hại Isa hoàn toàn đều mơ hồ. Họ không hề biết rõ mà chỉ là phỏng đoán. Nhưng một điều chắc chắn là họ không hề giết được y, mà chính Allah đã đưa y lên ở nơi ngài, bởi Allah là đấng toàn năng sáng suốt. Lúc Nabi Isa alayhi salam được Allah subhanahu wa ta'ala đưa lên nơi ngài, thì người ở vào độ tuổi 33. Rồi sau này sẽ có một ngày Nabi Isa alayhi salam sẽ giáng thế trở lại. Thì sự giáng thế của người là một trong các dấu hiệu lớn của giờ tận thế. Nabi Isa alayhi salam sẽ giáng thế dưới một vai trò là một tín đồ Muslim, tức tín đồ của thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Người sẽ được giao cho sứ mạng là giết Dajjal, loài heo, bẻ gãy hết các cây thánh giá và sẽ đặt một cái luật thuế đối với những người vô đức tin. Thì ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: "Walladhi nafsi bi yadi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman muqsitan fayaqsira as-salib wa yaqtula al-khinzir wa yadha al-jizya."
Nabi Muhammad Sallam nói: thề bởi đấng mà linh hồn ta nằm trong tay Ngài, rằng sắp gần đến lúc con trai của Maryam giáng thế để phán xét theo lẽ công bằng, bẻ gãy hết các cây thánh giá, tiêu diệt loài heo, đặt phần thuế má đối với những người ngoại đạo. Còn trong một lời dẫn khác của Muslim thì Nabi nói: thề bởi Allah, chắc chắn con trai của Maryam sẽ giáng thế để phán xét một cách công bằng và sẽ bẻ gãy hết các cây thánh giá. Thì một lời dẫn khác nữa từ Muslim qua lời thuật của ông Jabir bin Abdullah rằng thiên sứ của Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: vẫn còn một nhóm người trong cộng đồng tín đồ của ta luôn mãi chiến đấu trên con đường chân lý cho đến ngày tận thế. Sau đó, Isa con trai của Maryam sẽ giáng thế. Vị thủ lĩnh của họ sẽ nói với người: hãy đến đây dâng lễ nguyện Salah cho chúng tôi. Nabi Isa al-Salam bảo: không, các ngươi hãy làm imam cho nhau. Đó là niềm vinh dự của cộng đồng này. Thì sự việc Nabi Isa al-Salam sẽ giáng thế đã được tất cả các giới học giả Islam đồng thuận khẳng định. Không một ai thuộc cư dân giáo lý Islam bất đồng, mà chỉ có những kẻ thuộc chủ nghĩa triết lý, những người vô thần phủ nhận điều đó. Tất cả cộng đồng Islam cũng đồng thuận rằng, cũng khẳng định rằng Nabi Isa al-Islam sẽ giáng thế chấp hành theo giáo lý của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chứ không hề áp dụng theo một giáo lý riêng biệt nào khác của người, mặc dù người vẫn được coi là một vị Nabi. Khi Nabi Isa al-Islam giáng thế thì Mahdi cũng như ai đi theo ông đều là những người đồng hành và đi theo người al-Islam. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah nói: Nabi Isa al-Islam vẫn chưa chết mà vẫn còn sống ở trên trời. Khi người giáng thế thì người sẽ thực hiện và chấp hành chiếu theo Quran và Sunnah, chứ không làm bất cứ điều gì khác ngoài Quran và Sunnah cả. Nabi Isa al-Islam vẫn còn sống. Quả thật trong bộ Sahih có ghi rằng thiên sứ của Rasul Islam nói: con trai của Maryam sẽ giáng thế để phán xét theo lẽ công bằng, bẻ gãy hết các cây thánh giá, tiêu diệt loài heo, đặt phần thuế má đối với những người ngoại đạo. Trong một lời hadith Sahih khác cho biết rằng Nabi Isa alayhi salam sẽ xuống trần tại tháp màu trắng của một masjid ở thành phố Damascus, tức là thủ đô của Syria, và Nabi Isa alayhi salam sẽ tiêu diệt Dajjal. Còn về thời gian mà Nabi Isa alayhi salam sống trên thế gian này, bao lâu sau khi người giáng thế, thì có một hadith được At-Tabrani và Ibn As-Sakir ghi lại qua lời thuật của ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng: Nabi nói: "Yanzilu Isa ibn Maryam fa yamkuthu fin nasi 40 sana." Isa con trai của Maryam giáng thế sẽ sống cùng với mọi người 40 năm. Còn trong lời dẫn của Imam Ahmad, Abu Shaybah, Abu Dawud, Ibn Jarid và Ibn Hibban cũng qua lời thuật của ông Abu Hurairah anhu rằng Nabi Isa alayhi salam sẽ sống trên thế gian này 40 năm rồi người lìa trần. Người được những người Muslim dâng lễ nguyện Salah và được chôn cất bên cạnh Nabi của chúng ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuy nhiên, cũng có một số học giả cho rằng Nabi Isa alayhi salam trở lại trần gian chỉ sống khoảng 7 năm để làm tròn tuổi đời của người trên thế gian này là 40 năm, bởi lúc người được Allah subhanahu wa ta'ala đưa lên trời nơi Ngài là ở độ tuổi 33. Thì dĩ nhiên chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới là đấng biết rõ hơn hết. Thì đó là câu chuyện của Nabi Isa alayhi salam. Những gì đúng với Quran và Sunnah thì đó là điều Allah muốn. Còn những gì sai lệch là do sự yếu kém của người kể. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận và tha thứ. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.